Xin chào các bạn, chúc mừng năm mới 2019. Và cái video này là một video để mà mình tổng kết lại những cái điều mà mình đã làm, những cái nơi mà mình đã đến trong năm 2018 vừa rồi. Và năm 2018, 2017, 2016 là những cái năm mà mỗi năm có một cái bước tiến cực kỳ lớn đối với mình trong cả sự nghiệp và sự học hành. Thì tiêu biểu nhất là trong năm vừa rồi mình đã học xong chương trình đại học Master. Và hiện tại thì mình đang làm nốt cái business report cho kỳ cuối và thế là tốt nghiệp. Học hành quá căng thẳng. Nhưng mà những bạn nào mới đến đây thì chào mừng. Mình là Đức Anh và đây là kênh Andrew Bay Bổng, nơi mà mình chia sẻ bằng tiếng Việt. Và cái kênh mà mình chia sẻ bằng tiếng Anh, mình vlog thì là kênh Flying Andrew TV. Và như đã giới thiệu trước thì những năm 2018, năm vừa rồi, 2017, 2016 là những cái năm có những cái bước chuyển biến cực kỳ lớn trong cuộc đời mình, bởi vì năm đấy là những năm mình bắt đầu thực sự đọc sách và đọc với đam mê rằng để mình có một cuộc sống nó khác biệt hơn. Và thực sự thì mỗi năm trôi qua mình có những cái project, những cái dự án mà cực kỳ là mới, cực kỳ là khác biệt so với những năm trước. Khi mà mình nhìn lại, mình so sánh, Google cũng khá là đáng sợ khi mà gửi cho mình một cái lịch trình của những nơi mà mình đã đến và những nơi mà mình đã đi đi qua. Đây ở trong điện thoại của mình thì Google gửi một cái email là đây, thì cái email nó như như này. Đây là những cái thành phố mà mình đã đến. Những cái mình sẽ đọc cho các bạn nha. Trong 2017 mình đã đến 118 nơi, 28 thành phố, 5 nước. Tổng cộng bay 82.623 km, là hai vòng quanh trái đất. Chuyến đi xa nhất là đến Nhật, Chuo, Minato, Shinjuku vào tháng 1, và chuyến đi lâu nhất là đến Cannes và Italy vào 27 tháng 5 và mùng 5 tháng 6. Thì đây là cái chuyến đi Italy với Châu. Và có rất nhiều những cái chi tiết khác mà mình không ngờ là Google lưu lại. Và thực sự thì trong một lần mình mở Google Maps của mình ra thì mình thấy rằng cái lịch trình hôm nay của mình đi từ nhà, mình đi ra siêu thị, mình mua đồ xong mình đi vòng lại từ nhà, thì nó hiện một cái đường 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 ở trên bản đồ của mình. Mình quay lại timeline, mình quay lại theo cái lịch trình thời gian cho dễ hình dung, bởi vì đối với mình thì mỗi một tháng trôi qua là một cái dự án rất là hay mà mình làm, và những cái dự án đấy nó tăng dần theo thời gian, và hy vọng rằng trong năm 2019 sẽ là cực kỳ khủng khiếp. Thì đầu năm nay mình được đi quay cho Japan Airlines hàng không Nhật ở Tokyo cùng với đội MeTube và Web TV Asia. Thì bạn nào chưa biết MeTube thì MeTube là cái label YouTube của mình. Tất cả anh chị ở YouTube thì giúp mình quản lý kênh YouTube và tối ưu hóa kênh YouTube. Thế nên là những bạn nào creator, những bạn nhà sáng tạo vlog mà chưa tham gia MeTube thì có thể tham gia MeTube ngay. À, và cái vlog này mình quay với anh chị Lý Hải Minh Hà, chắc phải gọi là cô chú, nhưng mà trong chuyến đi mình gọi là anh chị bởi vì người lớn mà. Mình đang đứng ở cái sự bảo trì máy bay, thì theo mình được biết á, thì khoảng 1,5 năm đến 2 năm thì máy bay sẽ được vào đây để bảo trì, và thời gian bảo trì có thể là 1-2 tuần tùy theo máy bay. Được bảo trì thường xuyên vậy thì chắc chắn là sẽ đảm bảo an toàn rồi, rất là chuyên nghiệp luôn. Mình có quay một cái MV cho bạn mình, một em gái mà mình rất hâm mộ. Tại sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Sẽ là một người mà em luôn luôn mong muốn, để gió cuốn đi tâm hồn em bây giờ chẳng chút xót xa. Và Vân chuẩn bị ra MV, và MV này mình sẽ post sớm. Mình sau cái chuyến đi Nhật thì mình qua Pháp mình học tiếp, và đây là cái nơi mà mình gặp rất nhiều bạn bè Nam châu và những người bạn nổi tiếng kiểu Hollywood cũng đến Paris, và mình có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với những người bạn như thế. Thì năm nay mình có bạn, cô bạn khá thân ở Hà Nội, cô bạn Dạ Miêu cũng có học Pháp học cùng mình. Chào Miêu, đây là chúng đang có buổi chụp quay với anh Đại, đây là Hạnh mới quen. Cũng khá là vui, mình gặp em Châu vào khoảng tháng 2, tháng 3. Đợt đấy siêu lạnh, nhưng mà cái clip mà mình làm cho Châu là cái clip mà mình ưng nhất từ trước đến giờ trong tất cả các clip cho đến bây giờ. Bởi vì cảnh rất đẹp, đồ rất đẹp,
Châu và anh Thắng ăn mặc rất đẹp và diễn rất chuẩn. Và cảnh Paris thì nó rất vừa với những cái đấy. Những bạn nào mà chưa xem thì có thể vào kênh của em Châu, Châu Bùi để xem video đấy. So behind I will need your love. So I'm holding on to you. To you. To you. So I'm holding on to you. To you. To you. So I'm holding on to you. To you. To you. So I'm holding on to you. Mình có gặp anh Quang Đại. On laisse passer les longs après-midi de l'été, traîner dans les rues, à côté de là où Quasimodo a aimé Esmeralda, au bord de la Seine. Sau đấy là mình gặp chị Min. Mình hâm mộ chị Min rất lâu nhưng mà đợt ở sang Paris thì mình mới được gặp và mình quay cho chị Min một chiếc clip behind the scenes. Các bạn có thể check ở trên kênh của chị Min. Bây giờ hai giờ sáng ở nơi ngã tư đường, ta ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm phố phường. Sau đấy mình có gặp một chị người Hàn Quốc, make up artist rất nổi tiếng, tên là Dai In Yoon. Và mình quay cho chị một cái clip, mình cũng khá là ưng và cho đến bây giờ bọn mình vẫn nói chuyện với nhau, bởi vì chị cũng rất thích những cái video mình làm và mình thì rất thích những cái sản phẩm của chị, bởi vì nó quá đỉnh. Mà có thể follow kênh của chị Dai In ở trên này. Sau đó là một chị Ginny Mai. Chị Ginny Mai là một dẫn chương trình MC TV host, người nổi tiếng ở Mỹ, rất nổi tiếng. Những người bạn Mỹ của mình khi mà nhìn thấy cái video này bảo uầy, tại sao mày lại quen chị Ginny Mai? Thì mình có quen qua một người bạn giới thiệu. Thế nên là cái video này mình cảm thấy cực kỳ vui. Và các bạn có thể xem cái vlog mà mình quay với chị Ginny Mai ở bên dưới, ở trên kênh Flying Andrew TV của mình. Oh, Vietnamese so sweet. Sister. I never had a Vietnamese sister though. I know. Well, I you got one, chị here. Yes. Chị đẹp, chị rất là lanh, chị yeah, rất là hay, hát say. Do you have a Vietnamese name? My Vietnamese name is Cam Tu. Cam Tu? Yes, Cam Tu. Flower, the flower. Oh shoot, you know. No, I'm Vietnamese. What? Oh my god, I never knew anybody could translate that. Yeah. Sau đó thì tầm tháng 5, tháng 6 mình lại đi cùng với Châu và anh Thắng và anh Thái đi vùng miền Nam nước Pháp. Và một cái vlog nữa cho Châu, các bạn có thể xem trên kênh của Châu, rất là vui. Sau cái chuyến đấy thì mình học xong cái khóa học hè của mình thì mình trở về Việt Nam và mình đi cùng với anh bạn mình YouTuber Tục Phạm. Và ngoài ra có kênh anh Cường làm phim nghiệp dư, anh Thịnh chụp ảnh food stylist. Anh em YouTuber có thể, các bạn có thể check ở đây, các bạn có thể check trong vlog. We got Jenny here. What up? Hello. She's crossing the street like some doing some gang shit. Anh Thịnh đã đến sân bay đưa tiễn đàn. Chào Du. 4 năm vlogger ở đây. Thầm mệt anh. Vẫn như anh em nghiện với ảnh. Có sao quay được không? Có sao quay được không? Anh xem đi, xem. Chết được cái này không? Đây là cái máy sầu khí. Còn một cái vlog nữa mà mình kể về cái việc mình gặp các bạn ở Hà Nội. Cái show, cái talk show ở Hà Nội mình làm với Sony thì trong một cái vlog tới mình đang làm, bởi vì mình vừa trở lại Paris sau kỳ nghỉ và mình đang học tiếng Pháp, trời rất rất nhiều công việc nhưng mà cũng rất vui. Sau đó thì mình có đi Bali cùng với ông anh trai mình.
Và cái lúc mà mình ở Việt Nam thì mình cũng quay MV cho anh Tạ Quang Thắng, là một anh ca sĩ mà mình cũng đã hâm mộ từ rất lâu, từ cái lúc mà bé, từ cái lúc mà anh ấy hát bài Đi Học. Hồi đấy mẹ mình cũng rất hâm mộ luôn. Thì đây là có dịp được các chị bên MeTube giới thiệu cho cái job quay cho MV cho anh Tạ Quang Thắng. Thì MV này cũng là cái MV đầu tiên mà mình cũng quay thực sự nghiêm túc, có studio, có đèn, có những người hỗ trợ. Gió đưa tung bay em như cô tiên bước ra trong giấc mơ ai đêm qua và chiếm lấy tim tôi. Các bạn có thể xem trên kênh của anh Tạ Quang Thắng. Và một lần nữa mình quay MV cho em Vũ Thanh Vân. MV này thì lúc các bạn xem được thì chắc là đã post rồi. Sau đó thì mình quay trở lại Pháp để hoàn thành nốt chương trình học. Và mình được mời đi dự event của VinFast. Và đây là một cái điều khá vinh dự đối với mình. Các bạn có thể xem video ở kênh này thôi, Andrew Bay Bổng. Mình gặp những người bạn YouTuber ở muôn nơi và mình làm những cái MV vì họ, những người bạn của mình. And everything around me seems unreal. I'm glad I didn't give up. Good morning my sweet little babe. I'd like to hear you say my name. Và yeah, các bạn có thể lên cái kênh Instagram của mình để check những cái video chi tiết hơn, bởi vì trên Instagram mình update đều đặn hơn một chút. Và các bạn có thể check Facebook của mình, bởi vì có lẽ thời gian tới mình sẽ livestream ở trên Facebook trả lời câu hỏi Q&A của các bạn. Thế nên là hãy follow mình trên Instagram, A Flying Andrew, và trên Facebook nha. Mình học xong rồi, chắc mình nói nhấn mạnh điều này khá là nhiều, bởi vì mình cảm thấy việc học nó hơi lâu đối với mình. Thế nên là lúc mà mình học xong được các chương trình học là mình cảm thấy cực kỳ là vui. Đến như một sự giải thoát cho tâm hồn vậy. Đợt này vlog sẽ có đều nha, hàng tuần luôn. Và cái dự án khởi nghiệp của mình cũng đang bắt đầu phát triển trở lại rồi. Và hy vọng trong khoảng thời gian tới, tháng sau, mình sẽ giới thiệu được cho các bạn cái dự án khởi nghiệp nho nhỏ của mình là gì. Vậy thôi, cái video này để mình tổng kết một chút những cái hành trình mà mình đã làm trong năm 2018 vừa qua. Và cũng để nhắc lại mình rằng không bao giờ được nghỉ ngơi quá lâu, không bao giờ được dừng chân một chỗ. Bởi vì mỗi năm trôi qua là một khoảng thời gian mình không thể lấy lại được. Và mỗi năm đấy mình sẽ phải cố gắng hết mình để có những cái thành tựu nó lớn hơn hẳn so với năm trước. Bởi vì mỗi năm bạn bước thêm một bước là khi bạn nhìn lại bạn sẽ thấy mình bước được một quãng đường rất là xa. Thế nên là hẹn gặp các bạn ở vlog sau. Tạm biệt.